Hậu quả của những kẻ phản bội tổ quốc làm thay sai cho bọn phản động là gì? Chắc hẳn chúng ta không xa lạ gì với những đối tượng chống phá Trần Khải Thanh Thủy, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài từng được sống trong ảo vọng, được tổ chức khủng bố Việt Tân tung hô hết mực với ý đồ nuôi dưỡng thành những ngọn cờ khuấy đảo thành phong trào chống phá ở trong nước. Cái giá của việc quay lưng lại với tổ quốc vô cùng khủng khiếp. Họ tự đánh mất bản thân mình, đánh mất gia đình, đánh mất tương lai, đánh mất con đường quay trở lại quê hương, đánh mất cơ hội được hưởng cuộc sống an yên trên tổ quốc mình. Từ những lời hứa viển vông của các tổ chức khủng bố về cơm no áo ấm, về tấm thẻ xanh đi Mỹ, đi Úc, rằng cứ chống đối đi, vào tù sẽ có người bảo vệ. Từ những cái nhìn thiển cận về chính trị, mờ mắt trước những lợi ích nhất thời, hàng loạt đối tượng đã xa chân mà không có đường trở lại. Những con người ấy tự biến mình thành quân cờ của những tổ chức phản động đầu sỏ như Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng điên cuồng thực hiện mọi hành vi chống phá bằng hàng loạt thủ đoạn nham hiểm, thậm chí còn dùng âm mưu thực hiện khủng bố bằng bom. Đương nhiên, đã là quân cờ thì chúng chỉ được sử dụng khi còn có giá trị. Hết giá trị thì bị vứt bỏ không thương tiếc. Đối với những kẻ chưa muốn lang thang nơi đất khách, cố bám trụ để chống đối ở trong nước như Lê Văn Lượng, Trần Huỳnh Duy Thức đều đã lĩnh bản án thích đáng của tòa án. Mới đây, những đối tượng như Hạnh Liberty, Lê Dũng Vova đều đã bị bắt giữ, bị truy tố theo quy định của pháp luật. Chắc chắn bản án cho chúng là không hề nhẹ. Và còn nhiều trường hợp nữa, nhưng chắc chắn rằng kết cục cho những kẻ phản bội tổ quốc đều giống nhau. Đó là những ngày tháng tự ăn năn hối lỗi trong nhà giam, đó là sự dằn vặt, hắc hủi, khinh rẻ quân bán nước của cộng đồng. Đó là những tương lai tha hương nơi đất khách quê người, sống lang thang mà không có ngày trở về đất mẹ. Những kẻ bán nước cầu vinh như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống thì tiếng xấu sẽ truyền mãi về sau và bị người đời coi rẻ. Phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.